Cũng tại kỳ họp, thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 22 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật. Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy nhiệm kỳ 2010-2015 và đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy. Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Cao Thành Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy. Tại kỳ họp, xem xét kết quả giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn có một số vi phạm khuyết điểm trong thực hiện các nguyên tắc và quy định của Đảng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, để Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số tổ chức cá nhân có vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện thể chế chính sách về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, trong thực hiện một số dự án đầu tư công và trong công tác kiểm tra thanh tra. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác.